Tôi Tĩnh, người mở đầu cho nền y học cổ truyền, hay còn gọi là cha đẻ của nền dược học Việt Nam. Vào thời nhà Trần, ông nổi tiếng với câu slogan Nam dược trị nam nhân, và nhờ những lần ăn thử những cây thuốc lạ, những nắm lá ngón bổ béo ấy mà bao người đời đã phải hy sinh thiệt mạng để mà có một nền dược học Việt Nam như ngày hôm nay. Và cũng chính nhờ đó, ngày hôm nay chúng ta được thừa kế những kinh nghiệm, những kiến thức từ bao người đời đi trước để lại ở trong một môi trường vô cùng chuyên nghiệp và hiện đại. Một môi trường mang tên ngành đại học dược. Tuy rằng học lực của mình không phải là loại tốt và cũng chưa bao giờ cầm được tấm bằng học bổng trên tay trong những năm tháng đi học đại học, nhưng với tư cách là một sinh viên năm cuối đại học dược, mình tin rằng video hôm nay của mình sẽ một phần nào đó giúp ích cho các bạn đang có dự định và ấp ủ muốn theo học ngành này. Tất cả những gì mình sắp nói sau đây sẽ hoàn toàn dựa trên những câu chuyện có thật của mình sau gần 5 năm trời học dược. Thế nên là nếu các bạn không thích thú với video này thì có thể bỏ qua, còn nếu các bạn muốn coi tiếp, chào mừng về với Đội Thắng. Ngày xưa cái lúc mà mình mới biết rằng là gia đình mình muốn mình thi đỗ đại học để vào ngành dược, thì thật ra là lúc đó mình chả hiểu học dược là học gì đâu. Và đương nhiên là lúc đó chẳng ai nói với mình là à, học dược là học cái này này, học những con vi khuẩn vi trùng này, phân loại bệnh nhân như thế nào, tim nằm ở đâu, nó khác gì với phổi, gan thì làm cái gì, và máu di chuyển trong cơ thể mình như thế nào, và còn hàng tá những thứ khác mà nó vô cùng mới mẻ mà mình không hề hay biết là mình sẽ phải học. Hồi đó tất cả những thứ mà mình biết về ngành dược là một suy nghĩ vô cùng đơn giản, là khi học xong á là mình có thể bán thuốc được, giống như những gì mà bố mẹ mình đang làm bấy lâu nay. Và mọi thứ trở nên căng thẳng thật sự khi mình chính thức bước vào môi trường đại học. Mình nhận ra một điều vô cùng hay ho là tất cả những thứ mình sắp học không hề liên quan đến môn toán lý văn sử địa, những cái môn mà mình phải trau dồi 12 năm trời để được thi đại học và thi tốt nghiệp. Hoặc nếu mà có liên quan á thì nó cũng liên quan một chút xíu thôi. Mọi thứ trở nên sụp đổ khi mà mình cố gắng bám chuột từng ngày với cái ngành mà mình cảm thấy là không phù hợp lắm với bản thân. Và chính những lúc đó mình ước rằng là có ai đó sẽ nói với mình những điều như thế này để mình lựa chọn kỹ càng hơn một cái ngành phù hợp với bản thân mình nhiều hơn. Và tin vui là tuy rằng mình đã chạy da chốc vẫy cũng khá nhiều lần, nhưng mà mình đã ngoi ngót được lên đến năm cuối cùng của đại học. À, cái này thì mình chưa chắc. Ví dụ như mình bị điểm liệt, phải học lại, thi lại, hay là điểm văn vắng, phải học lại từ đầu, thì có thể là thời gian nó sẽ bị lâu hơn một chút. Nói chung là ai mà biết trước được tương lai, phải không các bạn? Thì đợt vừa rồi lớp mình có làm một cái buổi lễ để chào đón tân sinh viên dược. Và chính ngày hôm đó các em tân sinh viên đã làm cho mình khá là xúc động vì sự ham học, sự nhiệt huyết và hăng hái của tuổi trẻ. Và mình cảm thấy thương cho các bạn ấy vô cùng, vì nhiều khi chính các bạn ấy cũng không hề biết là trong 5 năm tới các bạn ấy sẽ gặp những cái gì. Và chính vì vậy nên mình càng có động lực hơn để làm cái video này. Và mình mong rằng là các em, các bạn tân sinh viên hãy cố gắng theo dõi hết clip này nha. Ok, không lan man nữa, cùng đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay nào. Vậy thì học dược là học gì? Theo như Wikipedia thì dược hay ngành dược là tên gọi chỉ chung về một ngành nghề y tế, trong đó chuyên về bào chế, sản xuất các loại thuốc, dược phẩm, cũng như thực hiện việc khám chữa bệnh, phân phối thuốc. Người hành nghề trong ngành dược được gọi là dược sĩ. Ngành dược có liên hệ trực tiếp và mật thiết nhất đối với ngành y, cùng từ y dược thường được đi liền với nhau. Ngành dược có liên hệ mật thiết đến ngành hóa học và có trách nhiệm đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các loại thuốc, dược phẩm. Thế nhưng khi mình search đến từ khóa học dược thì Wikipedia hoàn toàn không có câu trả lời cho mình, và mình cũng chưa thấy một quyển sách, một tài liệu tham khảo nào định nghĩa lại cái cụm từ học dược cả. Vậy nên mình sẽ giải thích cái cụm từ này bằng tất cả những gì mình đã trải qua trong gần 5 năm chinh chiến nhé. Khi các bạn học dược ở môi trường đại học thì các bạn sẽ trải qua hai cái loại môn học. Thứ nhất là tất cả các môn học mà tất cả các ngành khác nhau đều phải học, ví dụ như quốc phòng, chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng, hay là tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục thể chất, vân vân. Thứ hai là các môn học đặc thù của ngành y học, tức là tất cả các môn học liên quan đến cơ thể, sinh lý con người, những tác nhân có lợi hoặc có hại đối với con người. Các bạn cũng sẽ được học về thuốc, cũng như là cái cách mà các loại thuốc bắt tay với nhau để cùng chữa bệnh cho bạn, hay ngược lại là diễn tả cái cách chúng nó quánh lộn nhau trong bụng của bạn, hoặc nó đối đầu với các tác nhân phụ khác như thức ăn, nước uống chẳng hạn. Bạn sẽ tinh thông tất cả những cái mặt trái, mặt phải, mặt trên, mặt dưới về sức khỏe, về thuốc và con người. Nói nôm na là khi bạn học dược xong thì con mắt của bạn sẽ được nâng cấp lên, bạn nhìn đâu cũng ra bệnh, từ lá rau, đồ ăn, nước uống, thậm chí là bạn đi ngoài đường cũng nhìn ra được là ai đang bệnh, ai đang không bệnh, bệnh có nặng không, có bị lây không. Và quan trọng nhất là bạn học được cách sử dụng một cái loại vũ khí vô cùng hiệu quả, vô cùng đặc biệt để trị bắt bệnh, đó chính là thuốc.
Đấy, học dược chỉ đơn giản thế thôi. Mình đùa đấy, những cái thứ mà mình vừa kể ở trên hoàn toàn đều là những thành quả mà các bạn sẽ đạt được nếu các bạn chịu bỏ công ra để mà mài dùi kinh sử. Và rốt cuộc thì các bạn sẽ trải qua những gì? Học dược thật ra là khó hay dễ? Ok, cùng giải quyết hết tất cả những thắc mắc của các bạn nhé. Và sau đây sẽ là một vài sự thật về chuyện học dược. Thực hành ít, lý thuyết nhiều. Khác với những ngành học khác thì các bạn bắt buộc phải tự học rất nhiều, lượng kiến thức và vô hạn, và lý thuyết là quan trọng cực kỳ. Nếu là ngành điện tử, bạn phải thực hành thường xuyên với máy móc. Nếu là ngành nông lâm thủy sản thì bạn phải trả chủ yếu thời gian của mình ở ao, vườn và khu đất. Thì ở ngành dược, môi trường học tập của bạn là một cái bàn, một cây đèn bàn và một đống tài liệu về thuốc và sức khỏe từ A đến Z. Tất nhiên là bạn vẫn có cơ hội được đi thực hành, thực tập ở những phòng thí nghiệm, bệnh viện, nhà thuốc, những công ty dược. Nhưng mà thời gian đó là rất ít so với 5 năm học liên tục của bạn. Và nếu mà các bạn không lĩnh hội đủ các kiến thức, những lý thuyết ở trên lớp thì đến khi mà các bạn thực hành thì nhìn bạn sẽ giống như một con gà mờ vậy. Buồn một nỗi là sau quá trình thực hành và học tập thì mình nhận ra mình là một con người của hành động. Và mình chỉ có thể nhớ được những cái lượng kiến thức tinh thông đó trong quá trình mình thực hành thôi. Nên là nếu mà ai giống như mình thì nên cân nhắc kỹ trước khi học dược nhé. Thứ hai, sắp mặt với thi cử và deadline. Thật ra cái vấn đề này mình nghĩ là không hẳn là vấn đề của ngành dược, mà nó là một câu chuyện muôn thuở rồi. Bạn mình ở tất cả các ngành học khác đều lâm vào một tình trạng y hệt. Bạn sẽ phải đối mặt với những kỳ thi liên tục xen kẽ những ngày học dài dằng dặc ở trên trường. Đến đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là à, thi thì thi thôi chứ có gì đâu mà phải xoắn, điểm số đâu phải quan trọng đâu, đúng không? Không, điểm số ở đại học khác với điểm số ở phổ thông. Vì nếu bạn bị điểm kém và thi rớt thì cái việc đầu tiên bạn sẽ nghĩ đến là móc tiền trong ví ra để mà đóng tiền học lại. Tức là học lực của bạn sẽ chính là kẻ phá hoại ví tiền của bạn nếu bạn không chăm sóc nó đàng hoàng và cẩn thận. Càng khác biệt hơn nữa là lý thuyết ngành dược khá là dày đặc, nên là nếu mà các bạn học theo một kiểu thông thường thì không ăn thua. Mình có một cái mẹo rất hay áp dụng, đó là mình thường chỉ chọn ra 20% những thứ chính và mình nghĩ rằng là nó chắc chắn sẽ có trong đề. Và mình cũng không kỳ vọng quá nhiều để rồi thất vọng, vì các bạn sẽ có những lần gặp phải cái trường hợp là thầy cô cho học một đằng nhưng mà đề thi ra một nẻo. Chính vì thế nên mình cũng thường hay áp dụng thuyết trả lời những câu hỏi, đó là mình sẽ tự tưởng tượng ra là thầy cô sẽ hỏi những gì và mình cố gắng trả lời hết những cái câu hỏi đó, và mình sẽ tự tạo ra một cái niềm tin vô cùng mãnh liệt là những cái câu hỏi đó sẽ ở trong đề, để tự tạo cho mình một cái tâm lý thoải mái hơn, dễ chịu hơn trước khi bước vào kỳ thi, kỳ kiểm tra khắc nghiệt. Nhưng mà này, tất cả những cái mẹo trên rốt cuộc cũng chỉ gọi là mẹo, và mình không hề khuyến khích các bạn học tập một cách đối phó như vậy. Vì đặc thù của ngành dược là một ngành liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người, thế nên là mọi kiến thức, mọi lý thuyết các bạn sẽ thu nạp mỗi ngày đều ảnh hưởng rất to lớn đến với xã hội sau này. Thế nên là hãy hứa với mình là các bạn sẽ chỉ sử dụng những cái mẹo này trong những cái trường hợp cấp bách thôi nhé. Học dược cũng có thể yêu đương. Có nhiều bạn hay nói là học dược, học y thì lấy thời gian đâu mà yêu đương. Mình thì lại không nghĩ như vậy. Mình thấy khá là nhiều các cặp đôi học dược, học y đang yêu nhau, và nhìn những cái couple đó cũng rất là bình thường như bao cặp đôi khác ở những cái ngành, các khoa khác thôi. Thậm chí là họ còn có thể cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện để tốt hơn, cùng nhau trao đổi về những kiến thức chuyên ngành, và có rất nhiều chuyện để mà nói và bàn tán. Thậm chí là nói về cái chuyện cơ mắt, cơ tay, cơ chân thôi, các bạn nói cả ngày cũng không hết chuyện. Theo quan điểm của mình thì việc yêu đương thời sinh viên không có gì là xấu cả. Và nếu các bạn yêu đương đúng cách thì quãng đời sinh viên của bạn sẽ có rất nhiều gia vị và hồng hào. Nhưng mà làm sao thì làm, đừng để việc yêu đương của bạn ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện học tập và trong cuộc sống của bạn nhé. Ngành dược thật ra là một ngành tổng hợp. Thật sự là mình đã sai khi nghĩ rằng sau khi cầm được tấm bằng dược ra, mình chỉ có thể đứng bán thuốc như bao người khác. Trong quá trình học tập và tìm hiểu, mình nhận ra bạn có thể làm được rất nhiều thứ khác nhau với chiếc bằng dược trên tay. Ý mình không phải là làm việc trái ngành nhé. Ý mình là bạn có thể chọn được nhiều nơi để làm việc, ví dụ như bệnh viện, công ty dược, nhà thuốc, trạm xá. Và cũng có rất nhiều vị trí để các bạn lựa chọn, ví dụ như bào chế, thủ kho, quản lý chất lượng sản phẩm, trình dược viên, nhân viên bán hàng, marketing, vân vân. Đó là lý do mà tại sao mình nói ngành dược là một cái ngành vô cùng đa dạng và là một ngành tổng hợp. Và nếu các bạn đã biết trước về điều này rồi thì hãy chọn cho mình một vị trí, một nơi mà bạn muốn làm trong tương lai. Hãy đầu tư kiến thức và thời gian dành cho nó, thì khi bước ra làm việc, các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ và giảm thiểu rủi ro bị thất nghiệp nhiều nhất. Học dược có kiếm được nhiều tiền? Nếu mà bố mẹ bạn hay ai đó nói với bạn rằng học dược đi con, học dược kiếm được nhiều tiền lắm, thì điều này hoàn toàn đúng. Nhưng
không phải ai cũng kiếm được nhiều tiền như lời đồn đại đâu các bạn. Hiện nay dược sĩ mới ra trường có mức lương bệnh viện dao động từ 4 đến 6 triệu một tháng, nhưng nếu có vốn mở nhà thuốc thì mức lương dao động có thể lên đến 30 đến 40 triệu đồng một tháng và có thể hơn. Nhưng mà hiện nay các bạn cũng thấy đấy, sự cạnh tranh về ngành dược bán lẻ là quá lớn, có quá nhiều các chuỗi, các hệ thống nhà thuốc ngoi lên xung quanh khu tao sống, ví dụ như Fano, Eco, Phúc An Khang, Pharmacy D, Long Châu, vân vân. Ngoài ra, trong một trường hợp nếu các bạn học đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh thì bạn sẽ phải bỏ ra 5 năm học trong trường với học phí là 1,3 triệu một tháng. Số liệu này là số liệu của năm học 2019 đến 2020 mà mình đã thu thập ở trên mạng. Vị chi là nếu mỗi năm mà nhà trường không tăng học phí thì bạn sẽ mất 78 triệu cho 5 năm học, một con số không hề nhỏ. Và cho là một tháng sau khi bạn vừa ra trường sẽ kiếm được 10 triệu, bạn dành 8 triệu để ăn xài chi tiêu điện nước, nhà cửa, phần còn lại cố gắng dành dụng 2 triệu mỗi tháng, thì đâu đó bạn sẽ mất 3 năm 4 tháng nữa để mà trả nợ hết cái đống học phí bạn vừa đóng trong 5 năm vừa qua. Tổng cộng là bạn sẽ mất hơn 8 năm để mà làm lại từ đầu. Thế nên là nếu các bạn quyết định học ngành này vì tiền thì bạn hơi khó để đạt được mong muốn đấy. Hãy trở thành một dược sĩ tốt, có tâm với nghề, có đức với bệnh nhân thì tiền sẽ tự nhiên đến với bạn thôi. Nói tóm lại, học dược khó hay dễ là do bạn. Nếu bạn muốn giúp đỡ người khác thông qua vấn đề sức khỏe của họ thì dược sẽ là một trong những ngành có thể hỗ trợ được cái mục đích này của bạn. Nếu bạn thích những cơ chế bệnh học, sự biến đổi các chất trong cơ thể chúng ta hàng ngày thì đây sẽ là ngành học phù hợp với bạn. Và ngược lại, nó sẽ khó đối với những ai không muốn, không giỏi trong việc ghi nhớ và không muốn tìm hiểu sâu về thuốc. Lời cuối cùng, mình muốn nhắn gửi cho tất cả các bạn đang có khó khăn trong việc chọn lựa ngành học của mình. Hãy tìm hiểu kỹ con người nội tâm của bạn. Hãy lắng nghe những ý kiến của cha mẹ, của họ hàng, anh chị em xung quanh. Và sau đó tự đưa ra con đường bạn mong muốn theo đuổi nhất. Nếu chọn sai, hãy chọn lại sớm. Và đừng để như mình các bạn nhé. Mình là Thắng Vũ, xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ mình phải đi học bài đây.